Thưa quý vị, năm mới Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần. Trong khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết, một cái Tết cổ truyền thật sung túc, đầy đủ, mong muốn năm mới thuận hòa may mắn, thì đâu đó trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn những hộ dân phải chật vật, lo lắng, chưa biết Tết là gì. Trước thực tế đó, thì công an các đơn vị địa phương thuộc công an thành phố Đà Nẵng đã bằng nhiều cách, nhiều nguồn để có những món quà giúp cho bà con nhân dân thêm ấm lòng chào đón mùa xuân mới. Những ngày cuối tuần qua, bà con khó khăn vì dịch Covid-19 của phường Thuận Phước cảm thấy phấn khởi vô cùng khi được công an phường và nhà hảo tâm trao tận tay những món quà Tết đầy nghĩa tình. Hơn 40 suất quà, phần lớn là gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao đến bà con. Không chỉ bận rộn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, những chiến sĩ công an cơ sở còn dốc lòng lo cho nỗi lo của nhân dân ở khu dân cư. Trong năm em cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của công an phường cũng như là các tổ hay là ủy ban phường, em rất cảm ơn và em cảm thấy điều này rất là quý và em rất trân trọng. Thì công an phường Thuận Phước là nhắm đến là những cái hộ khó khăn và chịu ảnh hưởng từ cái dịch Covid, và trong thời gian tới thì cũng sẽ chung tay và cũng sẽ có hỗ trợ thêm cho bà con. Vượt hàng chục cây số, phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an thành phố và Mạnh thường quân cũng đã mang 30 xuất quà gửi đến bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu gặp nhiều khó khăn ở hai thôn Tà Lan và Giàng Bí của xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Cùng với đó, các y bác sĩ của bệnh xá công an thành phố cũng tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí giúp bà con có cơ hội được khám chữa bệnh ngay tại thôn làng. Bà con tôi là ở già cả đi xa không được, sự quan tâm của công an thành phố lên nhà thăm và khám bệnh thì bà con là người già cũng rất phấn khởi. Cái việc đảm bảo cái đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội là một cái nhân tố rất là quan trọng để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, rồi nó cổ vũ mạnh mẽ cái tinh thần của bà con tham gia càng nhiều, càng tích cực, càng hiệu quả vào cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với số lượng lực lượng an ninh cơ sở nhiều và hỗ trợ đắc lực trong công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, Phương Hòa Hải cùng với nhà hảo tâm cũng đã dành tặng 75 suất quà Tết để trao tặng đến từng anh chị trong các tổ bảo vệ dân phố, dân phòng. Những phần quà dù không lớn nhưng là nguồn động viên để mỗi thành viên thêm tích cực hăng say tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hoàn cảnh kinh tế của mỗi con người đều hoàn toàn khác nhau, có người thuận lợi, có người khó khăn, nhưng suy nghĩ lớn nhất của chúng tôi là góp một phần nhỏ bé vào cái ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là cái động lực lớn nhất để cho chúng tôi lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua cái khó khăn. Sau mọi khó khăn vất vả của năm qua, người dân Đà Nẵng vẫn đồng lòng chia sẻ, giúp đỡ nhau hướng về tương lai. Tấm lòng của những chiến sĩ công an thành phố dành cho bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ mãi là câu chuyện đẹp để họ khoe nhau mỗi dịp Tết đến xuân về.